Hello, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với Phạm Văn Auto. Hôm nay mình lại tiếp tục quay trở lại với anh em với cái chủ đề đó chính là cách đưa video vào trong Camtasia. Về cái đưa video vào trong Camtasia này thì nó khá là đơn giản. Thì anh em mình nếu mà đã sử dụng cái phần mềm này rồi thì xin vui lòng bỏ qua video này. Tuy nhiên, đối với lại một số anh em mà chưa sử dụng hay là chưa biết được cái mẹo này thì hãy xem cái video này. Về đây là cách đổi đuôi từ file MOV sang sang file MV4. Đây, đây chính là cái đuôi file MOV này. Đấy, đuôi chấm MOV. Cái đuôi chấm MOV này là những cái video mà mình copy từ iPhone copy sang máy tính thì nó sẽ là đuôi MOV này. Giờ mình sẽ ví dụ như cho anh em biết nhá. Cách đưa vào cái phần mềm Camtasia này, import media này, chọn video này. Đây nhá, đây là cái video mà lần trước mình đã quay thử demo cho anh em về cái hướng dẫn copy video từ iPhone vào máy tính. Anh em có thể xem ở trên cái đầu video này. Bây giờ mình sẽ open này, mở này. Đấy. Nó bảo là không thể load được cái file file mình đặt từ cái vị trí này. Tên file đây là MOV này. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em đổi đuôi nhá. Trước tiên là mình sẽ phải vào trong cái phần file nơi lưu trữ này. Phần auto này. Video này, video phôi này. Đấy. Mình tìm đến được cái file này. Đúng không? Xong là mình sẽ nhìn ở trên phía đầu phía góc tay trái màn hình này, thấy chữ Orange Gina. Mình kích vào đấy. Mình kéo xuống chọn chữ Folder and Search Option. Anh em thông cảm nhá, vì cái tiếng Anh của mình đọc nó cũng chưa chuẩn lắm nên anh em hết sức thông cảm. Sau đó chọn View này. Xong là mình tìm xuống dưới này này. Tìm xuống dưới cái dòng Hi Edition for Canal Flytipper. Đấy, nó dịch ra tiếng Anh là nó ẩn ẩn lại những cái dạng file mà bạn biết này, kiểu đấy. Mình tích vào đây. Mình apply nó đi. Đấy, mình ok. Đấy, thế là nó hiện lên hết cái đuôi rồi. Hiện lên hết đuôi file của MOV này. Mình kích, mình lấy chuột trái. Kích chuột trái này. Đấy, xong là mình read name đây, đổi tên. Đổi tên file luôn, trực tiếp trên bàn phím luôn. MOV thành MP4. Mình ấn Enter. Nó bảo là bạn có chắc chắn là muốn thay đổi không? Ấn có. Sau đó vào thử lại phần Camtasia này, import media này. Đấy, cái đuôi này nó đã chuyển thành đuôi MV4 này. Kích này. Đấy, ok này. Giờ thử kéo xuống này. Thử cho chạy nhá. Ok, thế là đã hoàn thành rồi. Thật là đơn giản phải không anh em? Nếu anh em mình thấy video hay thì hãy like và chia sẻ cho người cùng biết đến. Nhớ đăng ký kênh của mình bên phía góc tay phải, tay trái phía trên màn hình nhá. Xin chào tạm biệt các anh em. Hẹn gặp lại anh em video lần sau. Xin chào.